Đã bạn nào từng nghe về loài chuối khi xanh có màu tím còn khi chín sẽ chuyển màu đỏ chưa? Nếu chưa hãy tiếp tục theo dõi video hôm nay để mèo ú khai sáng cho nhé. Đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Nhưng trước tiên mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là gửi lời cảm ơn tới bạn nhân Vindicator, bạn ACC và bạn Moon Baby. Đây là ba bạn bình luận nhanh nhất trong video hôm qua. Mèo luôn trân trọng tình cảm các bạn dành cho kênh. Bạn nào cũng muốn được nhắc tên trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Trước khi tìm hiểu về loài chuối độc đáo kia, chúng ta cùng nhau dạo một vòng quanh vườn nho tuyết. Loại quả này chủ yếu được dùng để ngâm rượu. Ban đầu khi mới trồng chúng vẫn có màu xanh tươi bắt mắt, cho tới khi chín mọng nho sẽ bị đông cứng trên các cành cây trong thời tiết giá rét. Tuy nhiên hàm lượng đường và các chất dinh dưỡng hòa tan khác không bị đóng băng mà chỉ có lượng nước bị giữ lại. Điều này đã làm tăng thêm độ ngọt trong hương vị của những chai rượu vang. Làm công việc này cơ bản là dễ, mà là dễ bị ốm ấy các bạn ạ. Bất kể trời lạnh cắt da cắt thịt thì những người nông dân vẫn phải cần mẫn thu hoạch nho về làm rượu, nhưng bù lại giá trị kinh tế tạo ra rất cao. Loại rượu vang được ủ từ nho tuyết thường có giá thành cao hơn so với những dòng rượu vang khác, không chỉ bởi quy trình nuôi trồng kỳ công mà còn bởi lượng nho ép được khá ít và được ví như tinh túy từ vùng đất khắc nghiệt này. Vậy cụ thể người ta đã làm thế nào để làm ra loại rượu thơm ngon hấp dẫn chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất? Hãy theo chân mèo ú tìm hiểu nhé, biết đâu lại học lỏm được tí công thức hay ho. Đầu tiên người nông dân đem nho đổ vào máy ép dung tích lớn, lượng nước thu về đã có sẵn một màu hồng nhạt. Sau đó chờ trong một thời gian dài để chỗ nước đó lên men. Việc sản xuất rượu vang này đôi khi đi kèm với rủi ro lớn, là khi băng giá đến quá sớm hoặc quá muộn, thậm chí đôi khi có thể mất sạch vì thời tiết khắc nghiệt. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất rượu vang phải có sẵn lực lượng lao động đủ lớn để thu hoạch toàn bộ vườn nho chỉ trong vòng vài giờ. Ngoài ra nhờ sự phát triển của máy móc công nghệ hiện đại mà giai đoạn này cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Không biết chỗ các bạn thế nào chứ ở quê mèo bây giờ chẳng ai gặt lúa bằng tay nữa, đều dùng máy hết rồi. Vậy mới nói đúng là cuộc sống của chúng ta đang ngày càng được cải thiện rõ rệt. Có thể bạn chưa biết việc thu hoạch nho tuyết phải thực hiện vào ban đêm khi nhiệt độ xuống thấp nhất để không bị tan chảy. Nhưng không hẳn giống nho nào cũng có thể sống sót trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và lạnh giá như vậy. Những trái nho có thể bị vỡ vì vỏ quá mỏng và cây nho có thể bị chết dễ vì băng giá. Thành quả xứng đáng sau quá trình lao động hăng say là những chai rượu nho tuyết với giá thành đắt đỏ. Nhưng nếu hỏi mèo có muốn làm không thì mèo thà chọn đi trồng chuối còn hơn. Bởi sợ lạnh nên thời tiết ấm áp trong vườn chuối này sẽ rất lý tưởng với mèo. Tại đây, người ta đang nuôi trồng hàng trăm ngàn quả chuối. Không chỉ để bán nguyên nải mà họ còn sản xuất ra rất nhiều thành phẩm từ chuối. Muốn biết đó là gì hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú giải đáp cho nhé. Từ những cây non nhỏ xíu, nhờ bàn tay chăm sóc tài hoa của người nông dân đã trở thành cây chuối cao lớn với buồng chuối trĩu quả. Vì nuôi trồng với quy mô lớn nên cần có dây chuyền vận chuyển. Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc sao chuối còn xanh như này mà đã thu hoạch rồi. Tuy nhiên qua tay những cô công nhân lành nghề chúng sẽ trở thành những sản phẩm rất hữu ích. Không chỉ quả mà kể cả thân chuối cũng được tận dụng. Đã bạn nào từng nghe về sợi sơ chuối chưa? Đó chính xác là những gì chúng ta sẽ thu về được. Trải qua 7-7-4-9 bước chút bằng máy, sau đó đem phơi dưới ánh nắng mặt trời, những sợi sơ trở nên óng ả và khô ráo. Đây là loại sơ tự nhiên đang dần thay thế những chất liệu nhân tạo trong ngành công nghiệp dệt may. Ưu điểm là có tính hút ẩm tốt, độ bóng nổi bật và các đường gân bắt mắt. Đối với khí hậu nhiệt đới nóng bức và khắc nghiệt như ở nước ta thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Thực tế hiện nay chưa có nhiều cơ sở biết cách tận dụng nguồn lực dồi dào này. Ở Việt Nam có rất ít nơi sản xuất sợi sơ chuối nhưng chủ yếu là dùng phương pháp thô sơ thủ công nên sản lượng và năng suất không cao. Tiếp tục quay lại với quy trình chế biến quả chuối. Đầu tiên vẫn phải là lột bỏ lớp vỏ ngoài đã. Bước này thì không có gì phức tạp nhưng quan trọng là tốc độ. Người ta hay nói chăm hay không bằng quen tay là đây chứ đâu. Tiếp theo chuối được chuyển qua máy bào. Tại đây những miếng bim bim chuối giòn tan ngọt lịm được ra đời. Do cắt bằng máy nên miếng nào miếng ấy đều tăm tắp. Các bạn đã bao giờ thử qua món ăn vặt tuổi thơ này chưa? Nhớ cho mèo biết cảm nhận dưới phần bình luận nhé. Nhờ dàn máy móc thiết bị cao cũng như sự chỉn chu trong từng giai đoạn, thành phẩm cuối cùng có màu vàng óng ả. Tự nhiên xem video này xong cái dạ dày trống rỗng của mèo nó lại đánh trống đả đảo rồi. Bước cuối cùng trước khi tung sản phẩm ra thị trường là đóng gói thật cẩn thận. Từ những quả chuối xanh đắng chắt, bây giờ chúng ta thu được những bịch bim bim thơm ngon giòn rụm. Ngoài ra ở đây còn có dây chuyền sản xuất bánh chuối nữa. Tuy không phải tuổi thân nhưng mèo lại cực kỳ mê các món từ chuối. Vậy nên nơi này chẳng khác nào thiên đường ẩm thực trong tưởng tượng của mèo cả. Vậy các bạn đã từng nghe về loại giấy được làm từ chuối chưa? Lần đầu tiên mèo được tiếp thu kiến thức này đấy. Sau một tháng loại giấy này sẽ tự động phân hủy nên rất tốt cho môi trường. Quy trình thực hiện thì cũng tương tự giấy bình thường chỉ có điều thay bột gỗ bằng bột xay từ thân chuối. Trải qua các bước sấy khô và nhuộm màu, thành phẩm cuối cùng là những quyển sổ tay nhỏ xinh thơm phức mùi giấy mới. Nhân tiện nhắc đến việc nhuộm màu thì không phải loại chuối nào cũng phải trải qua bước này mới đẹp được. Trên đời này còn tồn tại loài chuối có tên Daco hay người ta gọi là chuối đỏ. Cái tên nói lên tất cả, không giống bất kỳ một loại chuối nào bạn từng thấy. Những quả chuối này có một màu đỏ đậm trông cực nổi bật, với mùi thơm nhẹ nhẹ và phần thịt bên trong dày, vị ngọt đậm đà. Cây chuối đỏ khiến nhiều người thích thú mỗi khi chúng ra hoa đậu quả.
không chỉ có giá trị dinh dưỡng mà giá trị kinh tế của chúng cũng rất cao. Điểm đặc biệt nhất là khi còn xanh chuối sẽ có màu tím đặc trưng. Vậy nên nhiều dân chơi thường chọn làm cây cảnh thay vì trồng như cây ăn quả. Mèo thì chưa có cơ hội ăn thử loại chuối độc lạ tới vậy, nhưng nghe Giang Cư Mận bảo vị nó giống hệt quả mâm xôi. Nhưng tiếc là quả mâm xôi nó đắng cay ngọt bùi thế nào mèo cũng không biết. Vậy nên bạn nào thưởng thức rồi thì chia sẻ cảm nhận thêm cho mèo với nhé. Tuy nhiên không phải chỗ nào cũng phù hợp để nuôi trồng loại chuối độc đáo này. Chẳng hạn như nhà máy chúng ta tham quan từ đầu tới giờ chỉ trồng được chuối thường mà thôi. Nhưng không vì thế mà chất lượng các sản phẩm đầu ra bị giảm, thậm chí còn đồng đều và tốt hơn nhiều. Nói đến quy trình nuôi trồng chuối thì công lao của những người công nhân là không thể phủ nhận. Vì chuối là loại quả không có mùa vụ cố định nên họ sẽ phải lao động quanh năm suốt tháng, bất kể trời nắng hay trời mưa. Tuy nhiên một người thầy tên Huấn từng nói có làm thì mới có ăn. Vậy nên càng làm nhiều thì doanh thu càng cao, họ càng có cuộc sống đủ đầy hơn. Chúng ta dễ dàng nhận thấy trong suốt quá trình làm việc họ chẳng lộ ra chút mệt mỏi nào mà ngược lại rất hào hứng và vui vẻ. Đối với lần thu hoạch này chuối đã chín hơn một chút, vậy nên chúng sẽ được đóng gói trực tiếp để đem bán ra thị trường cũng như đưa đi xuất khẩu sang các nước khác. Chắc chắn không thể thiếu được bước rửa lại thật sạch với nước bởi chuối là loại quả có rất nhiều nhựa. Sở dĩ không thể chọn chuối đã chín hẳn bởi trong khi vận chuyển chuối dễ bị hỏng hoặc ung. Hy vọng rằng sau hôm nay các bạn đã hiểu thêm về nền công nghiệp nuôi trồng chuối. Thì ra để có được những sản phẩm tưởng chừng đơn giản lại là cả một quá trình phía sau. Tiếp theo mèo sẽ dẫn mọi người tới một nông trại rộng lớn chẳng kém. Nơi đây trồng loại trái cây mà chưa chắc các bạn đã từng ăn thử. Chính là trái dâu đen. Quả này có bề ngoài giống quả mâm xôi nhưng Việt Nam chúng ta hay gọi là dâu tằm. Khi chưa chín chúng có vị chua rất khó ăn nhưng khi đã chín mọng hương vị sẽ ngọt đậm hơn. Bước đầu tiên để trồng được dâu tằm chắc chắn cần một khoảng đất trống rộng lớn. Dùng máy móc đào đất cho thật tơi xốp thì cây mới phát triển tốt. Loại đất được sử dụng cũng đã qua chọn lọc kỹ càng với các chỉ số dinh dưỡng phù hợp. Những cây non nhanh chóng di chuyển tới nơi ở mới. Chắc chắn nơi này sẽ tốt hơn ở trong nhà kính nhiều. Để cho ra đời những cây dâu khỏe mạnh và tươi tốt nhất cần tới sự chăm sóc của các chuyên gia hàng đầu. Sau một thời gian phơi sương phơi nắng thì cây đã lớn tới mức này đây. Điểm nổi bật là cây dâu đen không cần chăm chút quá nhiều. Ở quê mèo chúng nó còn tự vươn lên mà không cần bất cứ sự tưới tắm nào. Nói vậy chắc mọi người cũng biết mèo từng ăn qua quả này rồi. Tâm sự thật là vị nó hơi chua nên bạn nào chuộng vị ngọt chắc sẽ không thích. Khi quả đã chín mọng, những người công nhân nhanh tay thu hoạch đem về. Đây là loại quả có giá thành bình dân nên được khá nhiều người ưa chuộng. Thông thường dâu đen sẽ dùng làm món tráng miệng, mứt thạch thậm chí là rượu vang. Không những thế, loài thực vật này cũng đem tới nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Rễ cây thường được sử dụng để điều trị các triệu chứng tiêu chảy hay kiết lỵ. Nước ép dâu thì được ví như một loại thuốc thảo dược để bảo vệ da khỏi nhiễm trùng và lão hóa sớm. Đồng thời những bệnh nhân tiểu đường loại 2 cũng hoàn toàn có thể sử dụng trà dâu đen thay cho các thức uống thông thường. Theo các nhà khoa học, dâu đen thực tế không phải một loại quả mọng mà là một loại trái cây tổng hợp có màu đen hoặc tím sẫm. Quả này đã được tiêu thụ trong nhiều thế kỷ, nhưng chủ yếu bởi người Bắc Mỹ và người châu Âu. Gần đây nó mới được ưa chuộng trên toàn thế giới. Khi đã thu hoạch hết một lượt những quả chín ngoài vườn, mọi người đem chúng về nhà máy. Tại đây bước đầu tiên là phân loại dựa theo độ chín và kích thước. Trong mỗi hộp như thế chất lượng quả phải đồng đều nhau và không được sót lại bất cứ quả nào bị hỏng. Sau đó theo dây chuyền những quả dâu đen hay còn gọi là quả mâm xôi được đi tới khâu làm sạch. Quá trình này cần một lượng nhân công tương đối lớn bởi nếu dùng máy móc sai số sẽ cao hơn. Tuy tốn thêm một khoản kha khá nhưng bù lại tạo thêm công ăn việc làm cho rất nhiều người. Từng hộp dâu đen tươi ngon hấp dẫn dần được hoàn thành. Giá trung bình sẽ khoảng gần 200.000 đồng cho 3 kg, như vậy mèo thấy là hợp lý. Chúng ta có thể mua về làm bánh hoặc trộn salad ăn cũng rất ngon. Ngoài ra còn một số món khác từ dâu đen mà bạn có thể tham khảo là kem dâu tằm hay nước dâu tằm ngâm. Mặc dù biết loại quả này đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tim mạch, tăng sức đề kháng và làm đẹp da. Thế nhưng chúng ta cần lưu ý dùng với số lượng vừa phải, nếu không kiểm soát tốt rất dễ xảy ra triệu chứng tiêu chảy. Các bạn thấy sao về chuyến tham quan vừa rồi và có ấn tượng gì với quả dâu đen? Nhớ cho mèo biết ý kiến dưới phần bình luận nha. Còn đối với bản thân mèo chắc sau hôm nay sẽ cố gắng bổ sung thêm nhiều trái cây vào chế độ ăn uống hàng ngày. Bởi mèo tự nhận thấy nguồn dinh dưỡng từ trái cây tự nhiên mới là tốt nhất. Nếu muốn sống khỏe và sống đẹp thì đây là thứ không thể thiếu. Đặc biệt đối với quả dâu tằm này, mèo phải chạy ra chợ mua vài cân về ăn dần mới được. Sau một vụ thu hoạch, những thân cây dâu còn trơ lại cũng sẽ bị nhổ lên và dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Như vậy là mọi thứ lại quay trở về điểm xuất phát và mọi người đang rất sẵn sàng cho một vụ mùa bội thu mới. Tạm biệt đất liền, bây giờ chúng ta tới với bãi biển Bình Dương. Nơi đây cũng là địa điểm để con người khai thác một loại thực phẩm quý hiếm và đắt đỏ. Hiện tại chúng ta đang ở Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc. Nhắc đến Nhật Bản không thể không kể tới các loại cá biển thơm ngon hấp dẫn. Và nhân vật chính hôm nay là loài cá ngừ cứng nhất thế giới. Món này không tươi ngon, không bắt mắt mà còn cứng ngắc, nhưng đây lại là nguyên liệu làm nên nét đặc trưng cho ẩm thực của xứ sở hoa anh đào. Cá ngừ sau khi được đánh bắt về từ biển sẽ được sơ chế để loại bỏ nội tạng. Tiếp theo cắt thành 4 miếng phi lê và đem luộc trong lửa nhỏ. Vài giờ sau lấy chúng ra tách hết xương để tránh bị hóc khi ăn. Mỗi miếng phi lê được tẩm bột cá sao cho khít các lỗ hổng do rút xương, để bề mặt mịn hơn trước khi đem hun khói trong một tháng.
Đây là giai đoạn mất thời gian nhất và trong toàn bộ quá trình cần có sự giám sát của chuyên gia để hạn chế sự cố. Bất kỳ miếng cá nào gặp vấn đề sẽ bị loại bỏ ngay lập tức trước khi nó ảnh hưởng tới những miếng khác. Khi tất cả đã đạt yêu cầu, chúng được đem đi mài để loại bỏ lớp bụi ngoài cùng. Để cá được bảo quản tốt nhất cần tiếp tục sấy khô trong khoảng 6 tới 10 ngày. Lúc này những miếng cá ngon lành khi nãy đã chuyển màu giống hệt như một khúc gỗ. Chúng nhanh chóng được công nhân đóng gói và tới với bước làm sạch. Sau khi rửa dần lộ ra miếng cá màu hổ phách và cứng như đá. Tuy nhiên các bạn đừng vội lo lắng khi thấy vẻ ngoài nguyên thủy của món ăn này. Bởi nếu là một người sành ăn và có tâm hồn ăn uống phong phú, chắc hẳn bạn đã từng ăn qua món này rồi. Chỉ có điều lúc ấy chúng là dạng đã được bào mỏng. Đúng là như thế, bởi loại cá ngừ này rất cứng nên chúng sẽ được dùng dưới dạng đã bào mỏng như tờ giấy. Nhờ máy móc công nghệ mà rất nhanh chóng mẻ cá đầu tiên đã ra lò. Phía trong cá có màu hồng nhạt đặc trưng của quá trình hun khói. Khi ăn sẽ có vị mặn mặn của biển cả và bùi bùi của thịt cá. Các bạn thấy sao về món ăn này và đã từng ăn qua chưa? Nếu rồi nhớ chia sẻ cho Mèo Biết cảm nhận với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.